Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hiện tại mình thấy là vẫn có nhiều anh em chưa biết cách tải game, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải game ở trên iPhone. Nếu như anh em vào trong cái phần App Store và tìm kiếm với cụm từ là lời nguyền quỷ dữ hoặc là khởi nguyên chú thuật chẳng hạn, thì nó sẽ không hiện ra đâu anh em ạ. Nó sẽ không có cái app ở trên trong phần App Store này, mà chúng ta cần phải vào đó chính là Facebook. Đây, Facebook nha anh em. Facebook thì anh em nhớ search cái fanpage của lời nguyền quỷ dữ nhé. Lát nữa thì mình có để cái đường link ở dưới phần mô tả cho anh em luôn. Sau đó thì anh em kéo xuống cái bài post mới nhất, và kiểu gì nó cũng sẽ hiện ra một cái bản là tải bản iOS. Thì anh em ấn vào cái đường link này. Sau khi ấn vào cái đường link này rồi, nó có chữ Install Now đấy anh em nhìn thấy chưa. Đây này, ngay trên màn hình đó. Anh em sẽ ấn vào Install Now. Install Now thì đây, nó sẽ có những cái bản cập nhật mới nhất. Đó, anh em sẽ ấn mở ứng dụng rời khỏi Facebook nha. Ok, và bây giờ sẽ ấn cài đặt. Bây giờ thì anh em ra phần màn hình chính là chờ đợi một lúc thôi, nó sẽ hiện ra cái phần cài đặt ở đây anh em nhé. Đấy, nó hiện ra rồi đấy. Nó cũng mất một khoảng thời gian khoảng 3-40 giây đấy anh em ạ. Rồi, bắt đầu đang tải rồi anh em nhé. Thì chờ một lúc sau khi nó tải xong anh em nha. Tải cái này thì anh em lưu ý là do đồ họa của game nó cũng khá là khủng khiếp, thế cho nên là nó sẽ lâu một chút nha. Bây giờ là 10:10 để mình xem là khoảng bao lâu thì sẽ tải xong anh em nhé. Rồi, và bây giờ đang trong quá trình là đang cài đặt này là sắp xong rồi anh em nhé. Đây, tức là mình mất khoảng 8 phút anh em ạ. Ok, để xem cài đặt rất xong chưa nào. Rồi, cuối cùng thì cũng xong anh em nhé. Và từ cái lúc cài đặt đấy nó mất khoảng gần 1 phút anh em ạ. Ảo thật đấy. Bây giờ thì anh em đừng ấn vào cái game đấy vội, mà hãy quay trở về phần cài đặt nhá. Ấn vào cài đặt này. Sau đó anh em kéo xuống dưới này vào trong phần cài đặt chung. Cài đặt chung ở đây thì anh em sẽ tiếp tục là kéo xuống. Khi nào mà nhìn thấy chữ quản lý VPN và thiết bị, anh em ấn vào đấy nhá. Bây giờ thì anh em sẽ ấn vào cái chữ ứng dụng doanh nghiệp này, China Mobile Internet Company Limited. Ấn vào đấy. Đó, bây giờ anh em sẽ ấn vào mục là tin cậy. Ấn tiếp tục tin cậy. Đó, bây giờ anh em mới có thể là vào game được này. Ấn cập nhật một phát. Thế thôi, cực kỳ đơn giản anh em nhé. Nếu như anh em nào mà xài iPhone chơi trên hệ điều hành iOS quả táo này, thì anh em hoàn toàn có thể làm theo hướng dẫn của mình là auto thành công nha. Ok, chúc anh em chơi game vui vẻ, và đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới về tựa game Lời Nguyền Quỷ Dữ anh em nhé. Mình đang đu top ở server 15 anh em ơi.